Thì trong thời gian qua đã có rất là nhiều khách hàng nhắn tin liên hệ gọi điện cho Vi để mà hỏi về giá của các cái dòng đèn năng lượng mặt trời, và chắc hẳn là đa số mọi người đều sẽ thắc mắc là tại sao lại có cái mức giá rất là khá là cao và chênh lệch với cái nhiều shop khác ở trên thị trường, và cùng một dòng công suất thôi nhưng lại có chỗ bán chỉ có 300 400 ngàn nhưng lại có chỗ bán lên đến 900 1 triệu đồng hoặc là hơn. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay thì Vi sẽ đưa ra cho mọi người 6 cái lý do để giải thích tại sao ở trên thị trường cùng một dòng công suất đèn năng lượng mặt trời mà lại có quá là nhiều cái giá cả và chênh lệch nhau nhiều như vậy. Thì nếu như quý khách hàng quan tâm thì hãy tiếp tục theo dõi video này nha. Và đây là những cái dòng đèn năng lượng mặt trời với công suất là 100W, mà có một số dòng là công ty của Vi đang hiện là đang phân phối cho thị trường, và cũng có một số là những cái dòng đèn giá rẻ mà Vi tìm mua được ở trên các cái trang thương mại điện tử online để mua về tìm hiểu và hôm nay chia sẻ đến mọi người. Thì đầu tiên thông qua màn hình điện thoại thì quý khách chắc hẳn đã thấy được là chỉ với công suất là 100W thôi nhưng mà kích thước của các cái chiếc đèn này nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Và có những chiếc đèn nó rất là to như thế này, và những chiếc đèn nó lại rất là nhỏ như thế này. Thì qua đó quý khách cũng đã hiểu được là về cái kích thước lớn nhỏ khác nhau như thế này thì cái nguyên liệu để làm nên một cái chiếc đèn năng lượng mặt trời nó cũng sẽ khác nhau, và đây sẽ là cái lý do đầu tiên để dẫn đến sự chênh lệch giá cả của cùng một công suất đèn năng lượng mặt trời trên thị trường. Và với cái kích thước lớn nhỏ khác nhau như thế này thì chắc hẳn là cân nặng của mỗi sản phẩm nó cũng sẽ khác nhau. Và đây là lý do thứ nhất. Và tiếp theo cái lý do thứ hai, khi mà quý khách mua một cái chiếc đèn năng lượng mặt trời về rồi thì quý khách sẽ hiểu được cái lý do thứ hai này, đó chính là về cái chất liệu vỏ của một chiếc đèn. Thì ở đây nó sẽ có hai cái loại chất liệu vỏ. Đầu tiên là chất liệu bằng nhôm đúc, thì chiếc đèn xenon này nó có cái lớp vỏ bằng nhôm đúc hoàn toàn, rất là dày, rất là cứng cáp, rất là chắc chắn, và đây là một chiếc vỏ nhôm. Thứ hai, những cái dòng đèn năng lượng giá rẻ nó thường sẽ sử dụng cái lớp vỏ của nó là làm bằng nhựa, ví dụ như chiếc đèn này đây, thì đèn của nó, cái vỏ đèn của nó được làm bằng một lớp nhựa cho nên đèn nó cũng khá là nhẹ và cái vỏ đèn nó cũng rất là mỏng. Và về giá thành thì chắc chắn là những chiếc đèn vỏ bằng nhôm nó sẽ có cái giá thành cao hơn so với những chiếc đèn có lớp vỏ bằng nhựa, và đây chính là lý do thứ hai dẫn đến sự chênh lệch giá cả của các cái dòng đèn năng lượng mặt trời. Và lý do thứ ba đó chính là về phần pin lưu trữ của đèn. Thì đối với một sản phẩm đèn năng lượng mặt trời, bao gồm cả đèn, cả tấm pin năng lượng mặt trời áp phích đi kèm, thì cái phần pin lưu trữ ở phía bên trong đèn này nó chiếm trên 50%, khoảng 55% tổng giá trị của một bộ đèn năng lượng mặt trời, của một sản phẩm đèn năng lượng mặt trời. Do đó, lượng pin bên trong ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm. Lượng pin nhiều sẽ kéo theo là cái sản phẩm của mình sẽ có giá cao hơn, và những sản phẩm có pin ít thì nó sẽ giảm cái giá thành của chúng ta xuống. Và bây giờ thì tôi sẽ nhờ anh kỹ thuật mở một số cái chiếc đèn ở đây ra để quý khách theo dõi xem có phải là do cái lượng pin ở bên trong của nó chênh lệch nhau cho nên là dẫn đến cái giá thành của nó cũng chênh lệch nhiều như vậy có phải hay không. Và bây giờ thì Vi sẽ chọn một chiếc đèn xenon, một cái chiếc đèn có cái kiểu dáng tương tự như đèn xenon nhưng mà kích thước nhỏ hơn, và một chiếc đèn giá rẻ mà Vi tìm mua được. Thì sau đây mời mọi người cùng theo dõi xem kết quả như thế nào nha. Sẽ nhờ anh kỹ thuật mở trước một chiếc đèn vỏ nhựa để xem ở bên trong pin của nó như thế nào. Mọi người cùng theo dõi nha.
Và đây là các cái bộ phận bên trong của chiếc đèn pha 100W vỏ nhựa. Thì quý khách cũng thấy được là ở trong này đèn nó chứa tổng cộng là có 4 viên pin lithium. Tiếp theo anh kỹ thuật sẽ mở tiếp một chiếc đèn 4 OLED có kích thước nhỏ này. Và hôm nay thì Vy sẽ chia sẻ đến mọi người luôn một cái cách mở kính đèn rất là đơn giản, cho quý khách nào tự mình ở nhà sửa chữa thay thế linh kiện đèn sẽ dễ dàng hơn. Thì mọi người quan sát ở góc đèn này nó có sẵn một cái lỗ nhỏ ở đây. Mọi người chỉ cần bấm con ốc vào đây thì cái mặt kính của nó sẽ tự động bung lên. Và mọi người chỉ cần bắn hai con ốc vào cái góc đối diện nhau của đèn và như vậy thì đã mở xong rồi. Và cái chiếc này thì ở những cái dòng đèn năng lượng mặt trời cao cấp, chất lượng một chút thì nó mới có. Như mọi người quan sát lúc nãy mình mở cái đèn đầu tiên thì phải dùng một cái khoan để khoan một lỗ trước thì mới bắn ốc vào được. Và đây, bên trong chiếc đèn này nó có tổng cộng là 3 cục pin thôi, nhưng phần vỏ đèn thì được đúc bằng nhôm rất là chắc chắn. Cuối cùng anh kỹ thuật sẽ giúp Vy mở cái chiếc đèn xenon công suất 100W. Và cách mở thì cũng tương tự cái chiếc đèn vừa rồi, cho nên là Vy sẽ tua nhanh video một chút. Và đây là phần bên trong của chiếc đèn xenon 100W. Đèn có đến 6 viên pin lithium và vỏ đèn thì cũng được đúc bằng nhôm rất là cứng cáp và chất lượng. Đến đây thì mọi người đã hiểu rõ lý do thứ ba dẫn đến sự chênh lệch giá cả của đèn phải không ạ? Và sau đây mình sẽ đến với lý do thứ tư trong video ngày hôm nay. Và lý do tiếp theo, lý do thứ tư mà Vy sẽ đề cập đến với khách hàng đó chính là một bộ phận không thể thiếu của một sản phẩm đèn năng lượng mặt trời, đó chính là tấm pin năng lượng mặt trời. Và sau lưng Vy ở đây thì Vy đã có trưng bày một số cái tấm pin của các cái dòng đèn 100W ở đây. Bởi vì cái không gian nó không được lớn cho nên là Vy chỉ tượng trưng một số cái tấm pin năng lượng mặt trời thôi. Tuy nhiên thì quý khách cũng đã có thể thấy được là một công suất thôi nhưng mà kích thước pin của nó cũng sẽ có sự chênh lệch nhau rất là nhiều. Ví dụ như đây là tấm pin của cái dòng đèn năng lượng mặt trời mang thương hiệu xenon, nó rất là lớn như thế này đây. Và những cái dòng đèn khác thì những cái dòng đèn nhỏ hơn thì nó sẽ có các cái tấm pin năng lượng với cái kích thước nhỏ hơn như thế này. Và kích thước tấm pin nó cũng sẽ là một phần dẫn đến cái sự giá cả chênh lệch nhau. Tuy nhiên thì về cái kích thước tấm pin nó không phải là cái yếu tố quan trọng nhất để dẫn đến cái sự chênh lệch giá này, mà nó sẽ nằm ở vấn đề đó chính là chất lượng của tấm pin năng lượng mặt trời.
Thì nếu như một cái tấm pin năng lượng mặt trời đạt tiêu chuẩn đúng chuẩn thì quý khách sẽ sử dụng nó được tới 30 năm. Và Vi đã chứng kiến được rất là nhiều tình trạng quý khách hàng mà mua những cái sản phẩm ở chỗ khác, ở những cái nơi bán hàng giá rẻ, khi mà quý khách hàng sử dụng cái sản phẩm đó chỉ được vài tháng hoặc là một năm trở lại thôi, thì cái tấm pin năng lượng mặt trời nó sẽ xuất hiện những cái tình trạng như là bị nứt cell, bị hư mặt, thì cái tấm pin như vậy là đã không thể nào sử dụng được nữa rồi, và cái tuổi thọ của nó rất là ngắn như vậy, cho nên là giá thành của nó sẽ rất là ngắn. Và trong những cái video sửa chữa đèn năng lượng trước thì Vi đã có giới thiệu đến cái vấn đề này rồi, thì nếu như quý khách nào đã theo dõi thì chắc hẳn là đã xem được cái video đó và hiểu được cái chất lượng của một tấm pin năng lượng mặt trời nó cũng sẽ rất là quan trọng như thế nào. Và đó chính là lý do thứ tư dẫn đến sự chênh lệch giá cả của một công suất đèn năng lượng mặt trời trên thị trường. Và lý do thứ năm tôi sẽ đề cập đến mọi người, đó chính là về chức năng của một chiếc đèn năng lượng mặt trời. Thì chắc chắn là một cái chiếc đèn năng lượng mặt trời nào nó cũng sẽ có được cái chức năng là tự động sáng khi trời tối và tự động tắt đi khi trời sáng, và chắc chắn là chiếc đèn năng lượng nào cũng sẽ có cái chức năng này rồi. Tuy nhiên sẽ có nhiều cái mẫu đèn khác nó sẽ được tích hợp thêm các cái chức năng như là hoạt động theo cái chế độ cảm biến chuyển động nè, ví dụ như là chiếc đèn năng lượng mang thương hiệu FSW này đây, thì quý khách có thể sử dụng remote của đèn để lựa chọn cái chế độ là cảm biến chuyển động. Chế độ cảm biến chuyển động tức là khi có người chuyển động vào vùng quét của đèn thì đèn mới bật sáng lên. Và nếu không thì với cái mẫu đèn này khi không có người chuyển động vào thì đèn nó sẽ tắt hoàn toàn. Và đây cũng là một cái chức năng rất là mới mà rất là ít những cái dòng đèn khác có được, hoặc là những cái dòng đèn được tích hợp camera quan sát ở trực tiếp ở trên đèn. Ví dụ như là chiếc đèn ở trên góc đây thì chiếc đèn này nó có công suất là 150W, cho nên là quý không để xuống đây giới thiệu cho mọi người. Thì đó là một cái chiếc đèn được tích hợp camera để quan sát rất là tiện lợi, cho nên là nó cũng sẽ có một cái mức giá chênh lệch hơn. Hoặc là những cái chiếc đèn có remote điều khiển, và có một số dòng đèn là không có remote điều khiển, chỉ có thể tự động bật sáng, tự động tắt. Và do đó là những cái chiếc đèn có nhiều chức năng hơn, chức năng của nó hiện đại hơn thì giá thành của đèn nó cũng sẽ cao hơn so với những chiếc đèn khác. Và đây là lý do thứ năm dẫn đến sự chênh lệch giá cả của một số cái dòng đèn cùng công suất ở trên thị trường. Và lý do thứ sáu cũng là cái lý do cuối cùng ngày hôm nay mà Vi muốn chia sẻ đến mọi người, và Vi nghĩ đây cũng là cái lý do quan trọng nhất trong cái việc chênh lệch giá cả này, đó chính là về thương hiệu sản phẩm. Thì như quý khách cũng biết là hiện tại là cái việc buôn bán online nó đang phát triển rất là mạnh, cũng rất là thuận tiện cho quý khách khi mà mua hàng. Và tuy nhiên thì cái việc phát triển này nó cũng mang lại nhiều cái hệ lụy, khi mà có rất là nhiều người buôn bán không có tâm, họ sẽ bán những cái dòng đèn không có thương hiệu với giá cực kỳ rẻ ở trên mạng. Khi mà quý khách mua về lỡ như cái sản phẩm nó bị trục trặc, bị hư hỏng thì quý khách những cái sản phẩm không có thương hiệu, cho nên là quý khách không thể nào tìm được cái nơi bảo hành cho sản phẩm, là quý khách không thể nào liên hệ lại được với cái đơn vị bán hàng để mà bảo hành sản phẩm, sẽ làm mất tiền của mình khi mà mua những cái sản phẩm không có thương hiệu như thế này. Và đối với một sản phẩm có thương hiệu, ví dụ như cái dòng đèn mang thương hiệu xenon này, thì cho dù là quý khách mua ở bất kỳ nơi nào, như là ở các cái đại lý xenon nè, ở trên mạng, trên các cái trang thương mại điện tử, trên website hoặc là trên kênh YouTube, Facebook vân vân, thì chỉ cần là những dòng đèn năng lượng mặt trời mang thương hiệu xenon thì công ty chắc chắn sẽ có những chính sách bảo hành cho quý khách hàng. Và chắc chắn là những cái sản phẩm như thế, có cái thương hiệu như thế này, giá cả nó sẽ có sự chênh lệch nhiều so với những cái dòng đèn năng lượng mặt trời không thương hiệu. Tuy nhiên thì chắc chắn là những dòng đèn có thương hiệu và cam kết đảm bảo với thời gian 2 năm, 3 năm, những cái dòng đèn năng lượng mặt trời mang thương hiệu xenon sẽ có được chất lượng rất là tốt, và quý khách sẽ sử dụng nó an tâm mà không cần lo hư hỏng, với tuổi thọ rất là bền, sử dụng được rất là lâu dài.
Và đó là 6 cái lý do dẫn đến sự chênh lệch giá cả của cùng một công suất đèn năng lượng mặt trời, tuy nhiên lại có giá chênh lệch nhau rất là nhiều ở từng shop bán hàng khác nhau trên thị trường hiện nay. Và thông qua video này thì Vi cũng mong muốn gửi đến quý khách hàng là hãy cân nhắc lựa chọn, tìm hiểu thật kỹ về chất lượng sản phẩm trước khi mua về để đảm bảo mình sẽ mua được một sản phẩm chất lượng và sử dụng thật là ưng ý. Và đây chỉ là những cái lý do chủ quan mà Vi đúc kết lại được trong cái quá trình bán hàng của mình, cho nên là vẫn rất cần sự đóng góp của quý khách hàng. Và nếu như quý khách cảm thấy video này hay, hữu ích thì hãy cho Vi một like và chia sẻ để nhiều người cùng biết được. Hoặc là nếu như quý khách còn có những cái vấn đề nào thắc mắc cần được giải thích thì có thể để lại bình luận. Thì trong những cái video sau Vi sẽ, nếu có thể thì Vi sẽ làm những cái video giúp cho quý khách hàng giải đáp nhiều cái thắc mắc hơn nữa. Và cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.